các bạn đã trở lại với tôi tin học. Thì hôm nay tôi tin học xin hướng dẫn cho các bạn một số thao tác cơ bản khi chúng ta xử lý hình ảnh trên Photoshop. Thì đây là phiên bản Photoshop CS6, thì mình có thể download cái bản để mà cài đặt hoặc trên trên máy, hoặc là sử dụng cái bản portable để chạy trực tiếp không cần cài đặt. Mình sẽ để cả hai cái link cho các bạn download. Tuy nhiên cái bản portable thì không cần cài đặt nhưng mà nó sẽ có hạn chế một số chức năng, còn bản cài đặt á, thì nó sẽ cho phép mình được sử dụng đầy đủ chức năng hơn trên Photoshop. Rồi thì mình sẽ giới thiệu sơ về các giao diện của Photoshop ha, cho các bạn hiểu sơ về nó. Thì ở đây thì thứ nhất là cái thanh menu trên thì sẽ chứa những cái lệnh liên quan đến tất cả các lệnh liên quan đến Photoshop, file edit, email, layer, vân vân. Thì những cái lệnh này, những cái lệnh phía dưới này là được mở từ những cái thanh menu trên này. Menu trên này sẽ chứa toàn bộ các lệnh liên quan đến Photoshop. Còn đây là thanh công cụ Toolbox, Toolbox này cho phép mình hiển thị những cái lệnh thường hay sử dụng ha. Ví dụ như thanh như để tô vẽ hoặc là để sử dụng thanh cụ lựa chọn vân vân. Ví dụ như Twin, Mouseware, là Lasso, vân vân. Tô vẽ. Bên đây là chứa những cái trên đây là thanh tỷ chọn ha. Khi mình chọn một cái tỷ chọn đó thì cái thanh option này nó sẽ thay đổi theo ha. Cái tỷ chọn toolbox này. Rồi. Bên đây là cái thanh sẽ chứa một số chức năng, ví dụ như về màu sắc hoặc là về chữ ha. Về chữ trong hình ảnh trong Photoshop. Rồi. Thì bây giờ để mở một cái file mới trong Photoshop thì chúng ta làm sao? Thì đầu tiên chọn file new hoặc là nhấn vào chỗ này N. Rồi, ở đây thì mình đặt tên như cái file của mình. Ha. Ví dụ như đây đặt là background. Rồi, ở đây mình có thể chọn cái độ rộng ha, bao nhiêu pixel cho cái file của mình. Ha. Có thể thì chọn cái nó là bao nhiêu đó, ví dụ như 1280x720. Ha. Cái resolution này, cái độ phân giải thì mình chọn là 30. Ở đây thì chọn lớn hơn cũng được, tùy theo các bạn thôi, giải theo mong muốn của mình ha. Đây thì mình sẽ mở một cái background mới, một cái file mới của Photoshop. Giả sử như mình muốn thêm cái hình ảnh vào đây thì mình làm sao? Thì giả sử như mình chọn một cái hình ảnh ha, rồi ví dụ như mình chọn ảnh của một cô gái chẳng hạn, giờ mình thêm vào đây cái background này, mình chỉ cần kích giữ chuột và kéo nó về đây và buông ra. Ha. Rồi. Thì đây mình có thể tăng kích thước của hình ảnh lên. Nha. Bằng cách mình nhấn dụng phím Shift để mình kéo ra. Hoặc là mình nhấn Enter sẽ cố định ra cái hình ảnh của mình. Mình sẽ phóng to thu nhỏ. Thì trên Photoshop để mà phóng to thu nhỏ hình ảnh thì chúng ta có thể sử dụng mà ta gọi Edit. Chúng ta chọn thành cụ Restrain Form. Cho phép mình phóng to thu nhỏ nha. Đây mình có thể phóng to ra hoặc là thu nhỏ lại để ý mình nha. Sang Enter mình xem thì hình ảnh thì ta thấy có thể nhấn Ctrl trừ để zoom nhỏ hình ảnh, hoặc là nhấn Ctrl cộng để zoom lớn hình ảnh lên, hoặc là mình có thể nhấn phím on kết hợp với phím lăn chuột để zoom to và zoom nhỏ hình ảnh ha. Thì đây nè, trong Photoshop Photoshop thì khi mà chúng ta phóng thu nhỏ hình ảnh á, thì có thể sẽ làm mất chi tiết của hình ảnh. Ha. Giả sử bây giờ ta thấy cái hình này cũng còn sắc nét, ha. Nhưng mà bây giờ ta có thể thu nhỏ nó lại bằng cách mình có thể vào những cái chọn T để sử dụng thanh cụ trên form đây, trên form thứ cái chọn T ha. Bây giờ mình thu nhỏ lại, thì thu nhỏ thì mình khi thu nhỏ mình nhấn với Shift ha, có Shift. Nó shift thì thu nhỏ lại cái hình nó sẽ không bị méo ha. Hình nó sẽ không bị méo mà khi mình ta thu hình nó sẽ không bị méo lại. Giờ mình thu nhỏ lại ha. Rồi bây giờ mình nhấn Enter. Giờ mình muốn phóng lớn lên, giờ mình nhấn Ctrl T, giờ mình phóng lớn lên, phóng lớn lên như ban đầu. Rồi nhấn Ctrl T
khi mình phóng lớn lên thì mình thấy cái ảnh nó sẽ bị bể rất là nhiều, à, ảnh nó sẽ không còn nét như ban đầu nữa. Lúc đầu thì thấy ảnh nó nét, nhưng mà khi mình co nhỏ lại và mình phóng lớn lên lại thì cái ảnh nó sẽ bị vỡ. Lý do là Photoshop, cái thuật toán Photoshop, thì khi mình co lại thì cái đầu con dễ những cái điểm ảnh nó sẽ co lại cho mình. Tuy nhiên khi mình phóng lớn lên thì nó không thể nào mà nó quay trở lại như chất lượng như ban đầu được ha, nó không có thể nào quay trở lại chất lượng ban đầu nhưng mà khi khi như trước khi chúng ta thu nhỏ. Thì đó, thì để mà chúng ta không có bị vỡ ảnh á, khi chúng ta không to thu nhỏ ảnh thì chúng ta nên sử dụng cái chức năng là Smart Object trên Photoshop. À, bây giờ mình sẽ sử như mình lấy lại tấm ảnh khác ha. Giờ mình sử mình lấy lại tấm ảnh khác. Đây, kéo vào. Ta thấy ta có hai tấm ảnh, bây giờ mình xóa bỏ một cái layer ha. Bây giờ mình chọn cái layer dưới. Tắt nó đi thì nó sẽ, đây là những Photoshop, đây gọi là những cái layer nè. Không, cái layer và thứ tự của cái layer này sẽ cho biết là cái layer nào nằm trên trồng những cái layer nào. Thì mình đóng cái layer này lại. Bây giờ mình sẽ chuyển nó sang cái mod mod object ha. Thì bằng cách mình kích chuột phải vô cái layer này, chuột phải vô layer này. Rồi mình sẽ chọn convert to mod object. Rồi. Rồi bây giờ sau khi đã convert to mod object, bây giờ mình bấm Ctrl T. Mình có thể thu nhỏ cái ảnh này. Nhấn Enter. Sau đó thì bây giờ nhấn Ctrl T. Phóng lớn nó ra. Như ban đầu. Rồi, mình nhấn Shift phóng lớn nó ra. Thì thấy cái ảnh nó sẽ không có bị vỡ ha, nó sẽ không bị vỡ tại vì ở đây cái chức năng cái này mình đã convert nó sinh nó là mod object, do đó thì nó sẽ không có bị vỡ ảnh mà khi mình phóng to là co giãn cái bức ảnh nó không bị vỡ ha. Còn cái ảnh lúc trước á thì mình thấy cái ảnh nó khi mình phóng to ra thì nó sẽ bị vỡ, siêu vỡ đi do mình chưa có sử dụng chức năng Smart Object. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ để mà mình tách cái layer trên Photoshop. Để copy một cái layer trong Photoshop thì chúng ta có thể làm như sau. Thì mình có thể kích chuột phải, thì mình sẽ chọn duplicate, kích chuột phải chọn duplicate cái layer. Mình chọn ok. Rồi. Sẽ được một cái layer mới. Ngoài ra mình còn có thể là copy cái layer này qua cái trang khác ha. Ví dụ mình có thể kéo copy layer này qua bên này. Đây, từ cái layer bên đây để copy cái layer này kéo nó qua vô đây sẽ được cái layer bên trên đây, nó sẽ nằm chồng lên cái layer kia. Giờ mình có thể phóng to cái layer này lại, kéo nó lên trên này rồi thì mình thu nhỏ lại, thu nhỏ cái hình này lại rồi. Rồi, mình sẽ tắt cái layer này đi. Thì đây mình tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái thanh công cụ để mà mình tách layer trong Photoshop. Ví dụ đó là cái công cụ cơ bản đó là Mixware. Thì một cái nhấn vào phím tắt là M. Hoặc là mình kích trên đây mình chọn Mixware. Mình tách layer nhưng mà thì có sẽ sử dụng trên hình tròn hoặc là hình vuông thôi. Ví dụ như mình muốn thao tác trên cái layer nào thì mình sẽ chọn kích ngay kích ngay cái layer đó ha. Rồi thì mình sẽ vẽ cái hình chữ nhật, thì lúc này nó cho phép mình tạo ra một cái layer và nhấn Ctrl C thì mình sẽ được cái layer là hình chữ nhật. Đây, đóng lại thì mình sẽ có layer là hình chữ nhật ha, nhấn Ctrl C ha sẽ tạo cái layer mới cho mình. Rồi cái tiếp theo là mình có thể sử dụng hình ellipse ha, ellipse sẽ cho mình phép còn cạo layer ở đây. Đây, mình kích chỉ chuột và kéo ra. Làm sẽ được cái layer. Rồi, sau đó nhấn Ctrl Z ha, Ctrl Z. Cái này nó không cho mình phép mình chọn tại cái mình tạo gì tại nãy mình chưa có chọn cái layer không này. Này, mình phải kích cái đó và mình mới nhấn Ctrl Z mình tạo ha. Thì mình sẽ được cái
Đây, mình sẽ được cái hình olive tương ứng. Đây mình sẽ hiện nó cái layer cũ nó ẩn cái layer đi. Tắt cái layer con mắt này thì nó sẽ ẩn cái layer kia đi. Đó. Muốn tắt layer nào thì mình kích chuông mắt thì nó sẽ ẩn đi. Rồi. Đó là hai thanh công cụ để mình lựa chọn layer đây. Công cụ này thì mình olive giờ hình giật chung thì chỉ tách những cái layer đơn giản thôi. Những cái layer phức tạp thì nó không có làm được. Đó. Ở đây nó còn có một thanh công cụ khác, đó là Lasso Tool. Công cụ này cho phép mình tách layer bằng cách mình sẽ vẽ những cái đường vòng. Đây, sẽ mình chọn này, sẽ vẽ một cái đường ở trong cái layer mình, kèm một cái đường vòng quèo để tách layer. Nhưng công cụ này nói chung nó cũng không có hiệu quả lắm. Đây. Nào sử dụng cái hình công cụ này thì nó sẽ cho phép mình tạo layer bằng cách nó sẽ kết dính vào những cái đường. Công cụ này nói chung cũng khá là hay. Rồi mình có thể tách layer bằng công cụ này cũng được. Công cụ nó là magnetic laser. Thì công cụ này nó sẽ tạo cho mình cái những cái điểm đây, nó sẽ tự động bắt dính vào cái layer của mình muốn tự động bắt dính vào cái layer của mình. Nè. Tự động bắt dính vào cái layer của mình. Công cụ này cũng khá là hay. Đây, nó sẽ tự động bắt dính ha. Dính như cái layer của mình. Rồi, sau đó mình bấm Ctrl G. Đây, mình sẽ được cái layer. Đây, sẽ được cái layer này. Thì đây cũng là một công cụ để mình tách layer trên Photoshop ha. Thì bài giảng tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ là Marit Tool. Marit Tool thì công cụ này sẽ cho phép mình tạo layer nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ hiệu quả hơn là cái hai công cụ Magwell và Lasso. Ha. Thì đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất. Ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.